Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ tạm đặt cái video có tên là hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không niêm yết. Vì sao tôi lại đặt cái video có tên là hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không niêm yết là một cái câu hỏi mà quý độc giả của chương trình Dân ta phải biết luật ta gửi đến cho tôi. Câu hỏi nó như thế này quý vị và các bạn. Tôi mua một cái quyền sử dụng đất từ năm 2007 và để cho em rể sử dụng chứ không trực tiếp canh tác. Vì tôi ở nơi khác nhưng em rể của tôi lén làm sổ đỏ miếng đất của tôi. Chán quá ha. Tại sao trong cái quá trình mà mình mua mà mình không có làm một cái hợp đồng em về đi cho mượn đất hoặc là cho thuê cho mướn gì đó để sau này mình có cái cơ sở. Nay tôi mới biết, tôi tìm hiểu là Ủy ban Nhân dân cấp sổ mà không xuống xem, không niêm yết danh sách gì nên tôi không biết để tranh chấp. Nay tôi có thể yêu cầu hủy sổ đỏ do sai trình tự cấp, không thưa luật sư. Tôi không muốn tranh chấp về mặt nội dung mà chỉ đưa ra trình tự thủ tục để hủy sổ, không thưa luật sư. Cảm ơn anh đã tin tưởng trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Thứ nhất là chúng ta sẽ biết rồi, cái việc hủy một cái sổ rất khó. Các bạn biết không, trong quá trình mà chúng ta đi kiện giữa cá nhân với nhau, giữa hai cá nhân với nhau khó. Bây giờ chúng ta lại đi kiện giữa cá nhân với cơ quan nhà nước, gọi là cơ quan công quyền. Thì trong trường hợp này tôi cho rằng là quyền lợi của mình thiệt hại, mình đi khởi kiện thôi. Tuy nhiên là cũng rất là lưu ý với vị khách hàng khó. Trở lại vấn đề của anh, nhìn nhận là như thế này anh ạ. Anh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2007. Thì thứ nhất anh sẽ trở lại với vấn đề là anh sẽ có cái giấy nhận chuyển nhượng, giấy sang nhượng. Hoặc nếu như trong trường hợp không có cái giấy nhận chuyển nhượng, giấy sang nhượng thì anh có thể trở lại với cái người mà chuyển nhượng á, nói nôm na theo dân mà dân bình thường á, cái người mà bán đất cho anh á, thì anh quay lại anh nhờ người ta tái xác nhận lại. Tại thời điểm năm 2007 tôi có bán cho ông A một cái quyền sử dụng đất có diện tích số tờ số thửa gì gì đó là được. Để chi? Để anh cho rằng là việc anh mua, anh nhận chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất này là có thật. Còn thì anh bảo rằng là chỉ cần hủy giấy do thiếu niêm yết được anh ạ. Thực sự ra đối với anh, hồ sơ của anh có cơ sở đó. Có hai cái điều kiện để xin hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi đã nói rất là nhiều lần. Thứ nhất là quyền sử dụng đất của ai. Anh có cái giấy, anh có cái xác nhận của người chủ bán đất cho anh rằng là tại thời điểm 2007 tôi chính là người chủ quyền, tôi chính là người chủ sở hữu thực sự của cái ngôi nhà của đất đó. Còn nếu như trong trường hợp anh xoay về vấn đề về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình tự do không niêm yết thì cũng được. Tuy nhiên lời khuyên của tôi là anh nên, anh ạ, lời khuyên của tôi là anh nên xoáy cả hai nội dung và hình thức để hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cho nó chắc hơn. Và quy trình được hướng dẫn với anh như thế này. Quy trình là anh ví dụ như quyền sử dụng đất của anh ở đây là sẽ có cái đất tọa lạc ở thị trấn Củ Chi. Đất tọa lạc ở cái xã mà nơi có miếng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất á, anh sẽ làm một cái đơn, đơn gọi là đơn xin giải quyết tranh chấp.
Trong đó anh trình bày rõ cho cái tư pháp biết rằng là tôi nhận chuyển nhượng từ năm 2007 của ông A, ông B gì đó. Tuy nhiên rằng là vì dòng họ cho nên tôi để cho em gái của tôi, em ruột của tôi và em rể của tôi quản lý sử dụng, mang tính chất trong một cái gia đình, cho nên tôi không có viết giấy tờ. Thì trong cái quá trình quản lý sử dụng như vậy thì em rể của tôi, em gái của tôi không biết bằng cách nào không trung thực và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và chắc chắn là anh đã có cái thông tin về diện tích đất, anh có thông tin về số số thửa, tờ bản đồ. Ở đây anh ạ, nếu trong trường hợp anh không biết thì ở dưới tôi sẽ hướng dẫn cho anh. Trong cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có một cái cột đầu tiên, đó là cái phần mà diện tích. Cái thứ hai nữa là số thửa. Thứ ba là cái số tờ bản đồ. Thì chúng ta sẽ đưa những cái thông tin. Và không hiểu vì sao người em gái và em rể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, em gái và em rể đó tên gì, và anh đơn xin tranh chấp. Anh cho rằng quyền sử dụng đất này là tôi nhận chuyển nhượng từ ông A và bà B, và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân cấp quận, cấp huyện nơi anh được cấp giấy đó, nó sai cả về mặt trình tự, sai về mặt đối tượng được cấp. Và như vậy là anh xin hủy. Ban đầu là như vậy đi. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh từng bước. Chúng ta sẽ làm một cái đơn xin giải quyết tranh chấp tại cái xã, phường, thị trấn nơi có miếng đất tọa lạc. Trong đó anh đưa ra cho Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn đó được những cái thông tin. Thứ nhất, thông tin về nguồn gốc đất. Cái thứ hai là cái diện tích đất, số tờ, số thửa, tờ bản đồ. Và lý do tại sao anh lại phát hiện được cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là sai trái. Và nếu như trong trường hợp người em á, em gái của anh á, em rể của anh á, ra mà đã thừa nhận là thôi thì đất của anh trả cho anh, nhưng mà tôi tại vì tôi cũng khó khăn quá, thôi anh xin anh một chút tiền, thì họ sẽ chuyển lại cho anh và đỡ tốn những cái chi phí. Tôi kể cho vị khán giả nghe cái câu chuyện này, tôi cũng có một cái vụ kiện như vậy đó. Thì sau khi mà nhờ anh chị em ruột đứng tên giùm, thì bà lại, khi mà bà đứng tên giùm thì khó khăn quá, bà đi đơn chuyển nhượng. Thì khi cái người mà gọi là người em á, đứng tên, người em á mà yêu cầu đứng tên giùm, họ phát hiện thì họ nói với người chị. Và khi mà làm cái đơn xin hòa giải tại xã, phường, thị trấn á, thì cái người mà đứng tên trên sổ nhưng mà gọi là không chính chủ á, họ bảo thôi giờ em khó khăn quá, thương lượng cho em một con số tiền. Và như vậy chúng ta sẽ giữ được cái hòa khí của gia đình, giữ một cái hòa khí giữa anh chị em ruột, bà con họ hàng. Và đây cũng là một trong những cái video mà tôi đánh tan cái nghi ngờ của tất cả mọi người, cho rằng là luật sư thì chỉ khơi ra để kiện tụng, để luật sư kiếm tiền. Cũng đánh tan những cái niềm tin rằng là luật sư là chỉ có móc những cái khó khăn để luật sư suy nghĩ, đẻ ra để luật sư nhận một cái vụ kiện để lấy tiền về cho mình. Thưa quý vị và các bạn, nguồn sống duy nhất của chúng tôi vẫn là tư vấn. Nguồn sống duy nhất của chúng tôi cũng là cái nghề nước bọt, nghề. Nhưng để được có cái nghề này, tôi đã hơn 10 năm trải nghề, làm cũng vài trăm vụ rồi. Và tôi nghĩ rằng nếu trong trường hợp tôi nhận của quý vị một đồng tiền phí đi chăng nữa, thì chắc chắn với cái uy tín, với cái kinh nghiệm của tôi, đủ để
cầm tay chỉ việc quý vị và các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã đồng hành cùng chương trình Dân ta phải biết luật ta. Lời tư vấn có lẽ nó cũng rất là nhanh. Nếu được thì anh có thể xem đi xem lại cái video này làm nhiều lần. Còn nếu như trong trường hợp anh muốn những cái chi tiết nữa thì ở dưới đây tôi có để một cái đường link tư vấn có phí và cái một cái bộ hồ sơ hướng dẫn khởi kiện nếu trong trường hợp anh cần. Tôi khẳng định lại quý vị và các bạn nha, nếu quý vị và các bạn cần đến để cụ thể hóa trong trường hợp của mình thì chúng ta có thể mua cái gói hướng dẫn khởi kiện. Còn nếu như trong trường hợp các bạn đã cảm nhận rằng chúng ta có thể tự mình xem cái video này là lên đơn khởi kiện được thì làm ơn đừng để lại những cái lời comment tiêu cực nhé. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị và các bạn.